Hôm nay Thí với ông xã Thí đi thăm bãi chuột nè mọi người. Giờ này 6 giờ mấy sáng rồi. Ông xã Thí đặt chiều hôm qua. Giờ này mình đi thăm bãi nha mọi người. Thăm coi có chuột cống nhum gì làm món đãi mọi người ơi. Mọi người theo chân hai chồng Thí nha. Coi có trúng không? Từ hôm nay lâu lắm mà không có đi đặt mọi người, cho nên không có quay cho mọi người xem. Rồi hôm nay cứ ở nhà làm ẩm thực hoài, giết tròn xe luôn, cho nên là bữa nay đi đặt bẫy lại mọi người ơi. Ở nhà hoài cũng buồn nữa, cho nên muốn làm cái clip đi thăm bẫy chuột cho mọi người xem nha. Mọi người theo chân hai chồng. Kết quả coi. Hồi hộp quá mọi người. Wow, ôi con chuột cống nhum mọi người. Trần dần luôn. Đừng có ký lô quá mọi người ơi. Ôi ôi. Nó khò khè. Quá trời bự luôn. Phá hoại mùa màng á. Ồ, này cái gì vậy? Nó vàng khè. Chuột gì? Chuột cơm nè mọi người. Đó. Nó hỏi thăm nhau đó. Khò, con chuột cũng nhung ghê thiệt chứ. Cái con chuột cơm này hổm thấy làm ngon lắm người. Nó nhìn nó nhỏ nhỏ chứ nạc không mà ngon lắm. Wow, dính nữa mọi người ơi, chuột cống nhum. Ôi. Wow, dần dần luôn mọi người. Bự hơn con nãy luôn. Quá đã. Đó. Tiếp tục. Giấy cái nào cũng dính mọi người. Quá chừng ra muốn mọi người. Ôi ôi, dính nữa mọi người ơi. Tự trên mà lăn xuống dưới sông luôn, chuột cống nhum nữa. Wow. Ồ, trần dần luôn. Ghê chưa? Có không? Wow. Chuột cơm mọi người. Thấy đồng bọn nó làm ghê quá. Này cống gì? Cống nhum nhỏ ha. Ghê chưa? Xã thấy cột xuồng đi lên trên thăm bẫy nha mọi người. Mình thấy ngồi đi chờ coi chút xíu đem thành quả xuống khoe và mọi người coi có không, đặt trên ruộng á. Xã thí xuống rồi nè mọi người coi có không. Wow.
quá chừng luôn mọi người ơi. Quá chừng luôn mọi người ơi. Rớt hình cá dưới nước rồi mọi người. Rồi, lội mò luôn. Từ nãy giờ thăm có một hai cái không có à mọi người, còn như cái nào cũng dính á, như ba cái không có à. Wow, tiếp tục coi như là chỉ là dính với dính thôi. Bữa nay hên quá mọi người ơi, đi thăm vậy nè, quay cho mọi người xem mà thấy dính vậy cũng mình đặt ông xã thấy đặt á, thấy dính thì cũng mừng. Dạng đi đặt cực lắm mọi người, mà không có dính nhiều á cũng nản nữa, đi rất là cực. Mà quay cho mọi người xem á, nhiều khi ít quá không có, nhiều khi cũng không muốn quay luôn nữa. Cho nên đi thăm cũng như bữa nay nè, cảm thấy vui lắm mọi người, muốn có nhiều để cho mọi người xem video nó hấp dẫn. Rồi mình đi đặt cái công mình đi đặt cũng không uổng cái công của mình nữa mọi người. Mới vừa nói giờ không có cái không dính 70 mọi người. Nói chứ bữa nay mà bao nhiêu nè, bao nhiêu gỡ bao nhiêu bẫy đây mà có 4-5 cái không có là vậy là quý rồi đó mọi người. Chứ hổm thấy đi về bên ở trên khúc sông ở trên má chồng thấy đó, bữa đó đi 30-40 cái luôn á, mà dính được có hình như có 1 ký hay 1 ký chuột à mọi người. Dính được có 5-6 con gì hả. Sáng ngày gió mát quá mọi người ơi. Trời, đài báo bão nữa, coi như là hôm nay là liên tục cả một tháng nay là coi như là cứ ngày nào cũng bão. Báo bão rồi, không mưa thì trời cũng ui ui đó mọi người, chứ không có nắng. Đó. Chuột cơm nữa. Cái ong đó nhỏ nhỏ rồi chứ nạt không mà ngon lắm mọi người. Chuột cống nhum đó mọi người. Chuột cơm nữa mọi người, mấy con chuột cơm vàng ghế luôn á. Wow, bữa nay đầy ắp một xuồng chuột luôn mọi người ơi. Bữa nay vô mánh rồi mọi người. Đi thăm vậy nè mới có tinh thần nè. Mà nói chứ hên đó mọi người ơi, có khi nhiều khi đi đặt hổng như mấy ngày khỉa luôn á, đặt không có gì nản lắm mọi người. Wow, chuột cống nhum nữa mọi người. Nguyên một dòng họ không biết rủ nhau đi đâu mà bữa nay bị sụp bẫy hết. Mấy cái này nó nói chứ giờ chẳng những ông xã thấy đi đặt mà người ta đi đặt cũng rất là nhiều mọi người, nhưng mà rất là đỡ cho những cái nhà làm ruộng nương á mọi người. À, nó phá hoại dữ lắm luôn kìa, chính con chuột cống nhum nữa kìa mọi người. Chẳng hạn như trong Ba Thúy á, coi như là làm ruộng mà tới mà lúa mà trổ đồng đồng rồi nó cắn hả, gãy ngang coi như là rất là thất, coi như là tới mùa bội thu là coi như là thua luôn, không đủ tiền diêm nữa mọi người. Cho nên bây giờ ấy, đặt vậy nè đỡ lắm, chứ không thôi là nó phá dữ lắm.
chỗ này rau muống quá chừng luôn mọi người, bơi vô rất là cực. Đáng rau muống, rau muống không. Chuột cống nhum nhỏ mọi người. Chín chuột cơm mọi người. Còn có mấy cái nữa hết rồi mọi người. 7-8 cái nữa đây, coi mấy cái kia coi có dính gì nữa không. Có dính chuột cống nhum bự không. Được con chuột cơm, hai cái dính cái mọi người. Con xã thấy lội qua bên ruộng bên kia thăm mấy cái bẫy cuối cùng nữa về nha mọi người. Con xã thấy thăm có không anh? Khu này ít hơn ở chển nè mọi người, 4 cái mà có 1 con một. Chuột cơm vàng khè luôn. Hết chưa? Còn 3 cái. Còn 3 cái cuối cùng nữa mọi người, tiếp tục đi. Giờ này chắc 7 giờ mấy rồi quá. Còn có 3 cái gần nhà mọi người ơi. Chờ lên sở thì chạy máy về. Nha mọi người, giờ cũng 7 giờ mấy 8 giờ rồi, cũng tranh thủ bơi về để đi giao mấy con chuột này cho người ta, cho nên Thí dừng video đây nha. Thí chúc mọi người một buổi sáng tràn đầy năng lượng nha. Thí cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua đã xem video của Thí nha. Thí mong sao mọi người luôn luôn ủng hộ Thí để hai chồng Thí làm những video tiếp theo sẽ hay hơn nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye, hẹn gặp lại những video tiếp theo.